lịch sử là một môn học đặc biệt, vừa cung cấp kiến thức lịch sử dân tộc và thế giới một cách hệ thống và toàn diện, vừa là hình thức dung dưỡng tình cảm, ý thức lịch sử, văn hóa dân tộc và nhân loại cho người học. Đào tạo ở 3 chuyên ngành: cử nhân sư phạm lịch sử, cử nhân lịch sử, cử nhân Việt Nam học chuyên ngành văn hóa du lịch. Khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người học. Ngoài việc được học tập, nghiên cứu với những giảng viên giàu kinh nghiệm và yêu nghề, sinh viên theo học tại khoa sẽ được cung cấp kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, văn hóa Việt Nam, địa lý Việt Nam, văn học Việt Nam. Điều này sẽ giúp bạn hiểu biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân có nhiều cơ hội việc làm khác nhau như giảng dạy lịch sử, giảng dạy Việt Nam học, làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, làm công tác văn hóa, hướng dẫn viên du lịch, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước. Khoa lịch sử, giá trị của thời gian.